Xin kính chào chị em và các bạn. Đây là chiếc đồng hồ Louis Philippe được sản xuất với máy Chauteur, Thụy Sĩ. Đồng hồ có đường kính viền tròn khoảng 24 mm, mạ vàng 18 carat, loại gold plate. Chúng ta sẽ soi từng cái điểm mạ vàng một nhé. Vỏ viền thì theo mình còn rất đẹp, không có gì để nói. Ở dây đây rồi, một điểm nhạt màu vàng chỗ này do cọ sát đây nha. Một này, hai điểm, điểm này cũng nhạt màu này. Đây mình cho các bạn nhìn kỹ. Chỗ này này, nhạt màu vàng chỗ này mà nhạt màu vàng thế này đấy. Còn lại là bên này còn rất đẹp. Tóm lại là như vậy. Bên này cũng còn rất đều và đẹp ở đầu trên này. Không có gì phải chê cả. Nhưng đầu dưới chỗ khóa này là cũng bắt đầu chặt màu vàng rồi. Đấy. Chỗ này là kém này. Lại tất cả này rất tốt. Tóm lại khi đeo vào tay như thế này thì chiếc đồng hồ rất chi là tuyệt vời. Bề rộng của cái dây đai này phải tầm xấp xỉ 18, nặng lắm nên tôi mạ vàng dày lắm. Quay lại về điểm nhấn chính là chiếc đồng hồ này. Mặt số của đồng hồ là khảm trai tính một viên kim cương tự nhiên ở trên góc 12 giờ, mặt số cho hai kim thôi. Đây chiếc đồng hồ chúng ta đây. Đấy. Tổng quan thì như những phân tích mình vừa thấy không có vết sức sâu nào của đồng hồ. Đấy. Từ nếu mà be hai cái điểm tay này của mình đây thì đồng hồ có thể nói là mới 95%, nhưng mà có điểm này đây, đây là một chút này, đây là một chút này, đồ này một chút này, dẫn tới mình đánh giá đồng hồ chỉ còn mới xấp xỉ 90% thôi, mặc dù là còn rất đẹp. Đấy, đồng hồ này dành cho nữ. Cái chu vi cổ tay mình đang đeo xấp xỉ vừa, như vậy khoảng độ 17 cm chu vi cổ tay là đeo được, từ 16 đến 17 cm chu vi cổ tay. Nếu giả sử mà là tay mà nhỏ hơn thì thôi rồi thì tôi cứ để nguyên này chứ cắt mắt làm gì. Đấy, đồng hồ đẹp các bạn nhé.